Trong ba nhà quân phiệt kiệt xuất thời đại Tam Quốc, Lưu Bị, Tào Tháo, Tôn Quyền, thì Tôn Quyền là nhân vật sở hữu nhiều kỷ lục nhất. Tôn Trọng Mưu sống thọ nhất so với Tào Tháo, Lưu Bị, ông mất năm 71 tuổi. Có thời gian cầm quyền ở Đông Ngô dài nhất, tới 52 năm. Và ông là vị vua duy nhất trong hơn 300 vị quân vương trong lịch sử Trung Quốc, được gọi là Thiên Cổ Đại Đế. Sở dĩ có danh xưng như vậy bởi sau khi qua đời vào năm 252, Tôn Quyền được truy phong thụy hiệu Ngô Thái Tổ Đại Đế. Ông cũng là đại hoàng đế duy nhất trong lịch sử Trung Quốc. Vậy điều gì đã đưa Tôn Quyền trở thành vị đại hoàng đế thành công đến như thế? Chào mừng đến với câu chuyện ngày hôm nay. Tôn Quyền là hậu duệ đời thứ 22 của Tôn Vũ, một nhà quân sự kiệt xuất thời Xuân Thu và là tác giả của binh pháp Tôn Tử. Tôn Quyền chào đời vào năm 182, đời vua Linh Đế nhà Hán. Khi đó Tôn Kiên vẫn là một quan chức cấp thấp phục vụ nhà Hán. Sứ giả nhà Hán là Lưu Uyển khi gặp bốn anh em họ Tôn thì nhận định tuy rằng họ là những người có tài năng và sáng suốt nhưng không có phúc hưởng. Chỉ có duy nhất người ở giữa, tức là Tôn Quyền, là tướng đại quý, tuổi thọ lâu dài mà thôi. Quả nhiên về sau, Tôn Sách bị thích khách ám sát mà chết. Tôn Dực cũng bị thuộc hạ giết hại khi tuổi còn rất trẻ. Ngay từ nhỏ, Tôn Quyền đã sớm thể hiện được năng lực. Tôn Quyền mới 18 tuổi đã nối nghiệp anh mình, Tôn Sách, để trở thành người nắm quyền tối cao ở Giang Đông. Ông là người giỏi mưu lược, biết thay đổi theo thời cuộc, nhờ vậy mà thành bá chủ một phương. Tôn gia từ thời khởi nghiệp đã quán triệt chính sách lôi kéo hiền tài. Lúc Tôn Sách sắp mất, gọi Tôn Quyền đến bảo rằng: "Quyết mưu giữa hai trận đánh tranh giành thiên hạ, khanh không bằng ta. Dùng người hiền tài để họ hết lòng giữ gìn Giang Đông, ta không bằng khanh." Tôn Sách qua đời, Tôn Quyền tiếc thương cho cái chết của anh trai đến nỗi không thể ngừng khóc. Nhưng rồi, theo lời khuyên của Trương Chiêu, ông mặc quân phục đến thăm hỏi các tướng cũ của huynh trưởng. Không ít người thấy Tôn Quyền quá trẻ, nghi ngờ và năng lực nên rời đi. Dù vậy, những Trương Chiêu và Chu Du vẫn nhìn thấy được tố chất của vị chủ công trẻ tuổi và quyết định tiếp tục theo phò Tôn Quyền. Các học giả Trung Quốc sau này đều thừa nhận rằng biết nhìn ra người tài chính là vũ khí tối thượng của Tôn Quyền. Chính nhờ những nhân tố này mà chính quyền của Tôn Quyền được cho là tương đối ổn định trong những năm đầu và tiếp tục củng cố sức mạnh tại lãnh địa của mình. Vậy Tôn Quyền là người được đánh giá như nào? Sử gia Trần Thọ, tác giả cuốn Tam Quốc Chí, đánh giá Tôn Quyền là người mưu lược, tài năng như câu tiễn, là một người kiệt xuất. Tôn Quyền là nhà chiến lược tài ba, có năng lực vượt trội, được thể hiện ở nhiều lĩnh vực, nắm đại quyền chính trị, quân sự, bành trướng lãnh thổ, phát triển kinh tế. Năm 213, Tào Tháo xua quân Nam Hạ đánh Ngô, Tam Quốc Chí Thực Thu và Ngô Lịch đều chép rằng Tào Tháo nhìn thấy quân đội của Tôn Quyền thầm than mà rút lui. Đó chính là chiến dịch Nhu Tu Khẩu mà Tôn Quyền buộc Tào Tháo phải lui quân không kẹt không trống. Một đối thủ lớn khác của Tôn Quyền là Gia Cát Lượng cũng phải đề cao Tôn Quyền, chiếm cứ Giang Đông đã qua ba đời, dân giàu nước mạnh, hiền tài vô số. Chính quyền Tôn Ngô dưới sự thống trị của Tôn Quyền có khả năng hùng cứ Giang Đông, Đình Lập cùng Ngụy Thục bên cạnh yếu tố địa lợi, Bắc có sông lớn, Tây có núi hiểm thì quan trọng nhất vẫn là nhân hòa. Tôn Quyền luôn biết cách để thể hiện sự tín nhiệm đối với các tướng lĩnh, điển hình là trong việc trao quyền vào tay Chu Du ở đại chiến Xích Bích hay Lữ Mông trong chiến dịch Kinh Châu và Lục Tốn ở trận Di Lăng. Danh tướng Lữ Mông vốn chỉ là một người lính bình thường. Một lần Tôn Quyền diện binh, trông thấy Lữ Mông chỉ huy một nhóm lính, bộ pháp chỉnh tề, tinh thần phấn chấn nên rất hài lòng. Bèn tìm cách để đề bạt Lữ Mông. Sau này Lữ Mông trở thành đại tướng anh dũng thiện chiến, vang danh thiên hạ với chiến công đánh bại Quan Vũ, đoạt Kinh Châu về cho Đông Ngô. Hay danh tướng Lục Tốn của nhà Ngô ban đầu cũng chỉ là một thư sinh, không có công tích gì. Sau khi đại quân Thục Ngô khai chiến, được Lữ Mông tiến cử, Tôn Quyền lập tức giao đại quyền vào tay Lục Tốn. Không phụ sự kỳ vọng của Tôn Quyền, Lục Tốn đã đánh tan quân Lưu Bị trong trận Di Lăng. Tôn Quyền còn cho làm ân tín và đưa đến chỗ Lục Tốn. Bất cứ khi nào trao đổi với Thục Hán thì Lục Tốn sẽ là người cuối cùng đóng dấu ân tín để gửi sang Thục, là nơi đóng quân của Lục Tốn gần biên giới nước Thục. Lục Tốn và Gia Cát Cẩn còn được toàn quyền điều phối quan hệ với Thục mà không cần báo trước với Tôn Quyền. Tôn Quyền đối xử với các quan chức cấp cao như bạn bè và gọi họ bằng tên cho thân thiết. Điều này khiến các quan dưới ai cũng hết mực trung thành. Ông cũng biết dùng người và đúng việc, sẵn sàng đề bạt người từng công khai chỉ trích mình. Thí dụ năm 225, khi tìm người lên đảm nhiệm chức thừa tướng,
Trong khi các đại thần chủ chốt đều ủng hộ Trương Chiêu, Tôn Quyền đã từ chối với lý do mặc dù rất tôn trọng Trương Chiêu, nhưng một thừa tướng là người cần phải giải quyết hết công việc của quốc gia. Và Chiêu tuy có năng lực, nhưng thái độ cứng rắn của ông này dễ dẫn đến căng thẳng với Tôn Quyền và các quan chức khác. Ông cũng đề bạt Lã Phạm, mặc dù khi ông còn trẻ, Lã Phạm nhiều lần mách với Tôn Sách về thói quen chi tiêu lãng phí của Tôn Quyền. Ông hiểu rằng Phạm làm vậy chỉ vì trung thành với chủ là Tôn Sách. Cũng nhờ sự phá cách trong cách dùng người mà thời kỳ cai trị của Tôn Quyền được đánh giá là người tài nhiều không kể xiết, không rơi vào tình trạng thiếu nhân tài như giai đoạn Thục Hán suy vong. Tôn Quyền chắc chắn là nhân vật có hùng tâm tráng trí, và ông đã từng bước thực hiện mộng đế vương của mình một cách khôn ngoan. Không như các đối thủ Tào Tháo và Lưu Bị, Tôn Quyền thường đóng vai trò trung lập trong các cuộc xung đột của Thục và Ngụy, và chỉ đứng về một trong hai phía còn lại nếu điều đó có lợi cho nước Ngô. Cũng không bao giờ cố gắng để thống nhất ba nước, mặc dù nhiều sử gia cho rằng do không đủ thực lực để làm điều đó. Ban đầu, khi quần thần khuyên Tôn Quyền xưng đế ở Giang Đông, ông đã nhiều lần thoái thác. Nguyên nhân là bởi đương thời Tào Tháo sở hữu lực lượng quân đội với quân số hàng triệu người, dương cao khẩu hiệu, phó tá thiên tử, hiệu lệnh chư hầu. Trong khi đó, Lưu Bị cũng dựa vào danh nghĩa hoàng thúc để dựng cờ quang phục Hán Thất. Cả Tào Tháo và Lưu Bị khi đó đều sở hữu ưu thế chính trị lớn hơn Tôn Quyền. Tôn Quyền tự biết bản thân không danh chính ngôn thuận, cho nên đã hết sức ẩn nhẫn, không hề lộ ra ý đồ chính trị của mình. Mãi tới năm 229, khi cả Tào Tháo và Lưu Bị đã qua đời, cục diện chính trị tại Đông Ngô ổn định, Tôn Quyền có điều kiện vẹn toàn, ông mới đăng cơ xưng đế. Ngày 23 tháng 6 năm 229, Tôn Quyền chính thức quyết định xưng đế, một hành động bị các triều thần bên Thục cho là đã phá vỡ liên minh, vì họ cho rằng việc Ngô xưng đế là phản lại nhà Hán, còn Thục là chính quyền thừa kế hợp pháp của nhà Hán. Tuy nhiên, Gia Cát Lượng phản đối việc hủy liên minh và ngược lại đã ký một hiệp ước với Ngô vào cuối năm đó. Theo đó, hai bên hỗ trợ lẫn nhau cùng chống Ngụy, và sau khi thành công thì phân chia đất đai. Thời đại cai trị của Tôn Quyền được đánh giá là thành công khi ông phát triển mạnh mẽ về kinh tế Đông Ngô, mở rộng quan hệ ngoại giao với khu vực xung quanh. Các đội thuyền của Ngô từng tới những khu vực bây giờ là Philippines, Ấn Độ, Ả Rập, mở rộng phạm vi giao thương, giúp Ngô duy trì vị thế đỉnh lập khi thường xuyên phải đối đầu với Thục và Ngụy. Đáng tiếc, khi về già, Tôn Quyền đã mất đi sự hùng tài vĩ lược của mình. Ông trở nên đa nghi, thất trí, khiến mâu thuẫn nội bộ triều Ngô diễn ra phức tạp. Sau khi Tôn Quyền mất, Đông Ngô rơi vào thời kỳ đen tối bởi những cuộc thanh trừng triều đình đẫm máu. Kết cục này khiến nước này không thoát khỏi cảnh diệt vong. Cảm ơn các bạn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này.